Hello cả nhà, thì đây là NPK. Mình sẽ gói vào giấy để bón cho hoa súng. Thì liều lượng mình sẽ canh ha. Dùng cái muỗng này để mình canh ha. Thấy cái chậu mà 30 cm chậu lớn á, thì mình sẽ múc một muỗng như thế này để làm một phần cho một chậu lớn ha. Còn chậu nhỏ từ 15 đến 20 thì mình canh 1/3 như đây thôi, nói chung là cỡ 1 x 1 cm thôi, còn cái phần lớn thì cứ 2 x 2 cm là được ha. Đó. Rồi mình gói lại có giấy, mình gói vô một phần như này ha, rồi sau mình bón phôi xuống. Thì đây là cái một muỗng như nãy ha, thì cứ canh 2 x 2 cm là được, bón cho chậu 30 cm. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi bón. Thì đây là cái hồ mà mình đã trồng hoa súng vào hơn 14 ngày trước, gần 17 ngày. Bây giờ mình phải bón phân. Này cây hoa súng nè, bây giờ nó phát triển lại từ đầu rồi. Thì hoa súng thường xuyên sẽ trồng ở giữa chậu, cho nên mình sẽ bón xung quanh chậu để cho cây không bị sốc phân. Đây một phần phân bón đây. Bón xung quanh ha. Mình chọn một vị trí nào cũng được, miễn xung quanh được rồi. Nhét xuống. Lắp bùn lại. Đây mình trồng đất hạt ha. Thì cái chậu này mình bón một phần hai phần cũng được, cây mình bón phần nhỏ nhỏ hay chia ra hai phần bón hai bên cũng được, còn bón một phần cũng được, không sao, không chết cây. NPK thì mình gói lại vô giấy để cho nó tan chậm, nó không có tan nhanh, nếu bỏ bình thường thì nó tan hết ha, như hạn chế sự tan á. Còn đối với bánh dầu là xác của đậu phộng, mình ép dầu bằng cái xác á, thì mình canh mình chia cắt ra, chia cần phần như vậy, nhét xuống họ cần gói giấy. Nói chung phân nhiều viên thì mình gói vô giấy. Và tương tự các chậu còn lại mình sẽ bón cũng vậy luôn. Đây là cây kinh. Mình nở bông nè. Vùi xong lắp vừa đủ là được. Thì sẵn mình đang có cái kia này, mình đang có bán ha, với giá 140 một cây, cộng luôn phí ship là 170 ha. Anh chị nào có nhu cầu trồng thì liên hệ Zalo của mình 0786 267869 để đặt hàng. Bón như vậy là xong. Bón như vậy thì không sợ chết cá. Tại cái lượng NPK này mình cũng canh vừa đủ cho cây rồi. Mình vùi xuống thì lắp đất lại. Nó chỉ đục một đứt một phần thôi, cá cũng không ảnh hưởng gì hết. Mình cũng cần thử thả NPK trực tiếp vô cây tan luôn, lượng ít thôi, cá nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Cách trồng này thì cách bón phân này thì là cách thông dụng rồi, cách cơ bản nhất luôn, ai cũng bón cách này hết. Cho nên nuôi cá thì không có sợ ảnh hưởng ha. Ngoài ra mình xài bánh dầu á, bánh dầu là xác đậu phộng, mình cũng canh cái lượng vừa phải thôi,
tại bánh dầu nó thường nó nở ra trong nước, nó gây thối nước á. Nếu mà bón dừa thì nó sẽ không sao, như lượng là 1 × 1, 2 × 2 cm thôi. Còn bón nhiều lượng lớn quá đó, nó nở ra nó sẽ trồi lên mặt nước, lúc đó cái nước nó rất là hôi ha, nó thì gây chất cá thật. Còn NPK này thì mình bón thì nó nằm yên chỗ thôi, cho nên mình hay xài hơn. Bánh dầu thì nó hữu cơ thì nó tốt hơn. Ngoài bánh dầu và NPK thì có thể sử dụng như là phân trùng quế nè, diện viên ha, hoặc phân diamid, bán mấy phân mà hữu cơ đó, phân bò, mình cứ vùi xuống như vậy. Còn NPK mà chuyên dụng á thì là tỷ lệ mình biết thì là 16 16 16, hoặc là 13 13 13, hoặc tỷ lệ 16 16 về 8. Mấy cái đó thì bên phân chuyên dụng là bán. Còn bình thường thì cái hoa súng nó phát triển như thế này thì chỉ cần nắng 2-3 tiếng trở lên, đẹp thì là 3-4 tiếng, có nắng thì nó phát triển thôi. Còn phân bón mình bón á, loại phân bón cho cây rau hoa cũng được, NPK tỷ lệ bình thường cũng được, thì đủ sức hết rau hoa. Thì sẵn mình nói luôn cái cách chăm sóc hoa súng ha. Thì khi mà mua cây mà nhổ về á, xếp xa về á, thì thứ nhất á, mình sẽ cắt bỏ cái rễ cũ đi, cái rễ mà bị cắt ngang rồi cắt bỏ luôn. Nếu có nhú rễ càng cốt thì để lại, còn không á, thì mình sẽ ngâm, rửa sạch cái cây, bỏ hết mấy cái lá già rách đi, trừ cái lá đẹp đẹp, 3-4 lá là được rồi. Cái cây mà trồng được tốt á là hay giống như này nè, nó có mấy cái lá non này nè, nguyên vẹn ha, cái phần thân nó cũng nguyên vẹn, cái phần gốc á ok là trồng được. Còn mấy cái lá xung quanh này nó gãy là bình thường, tại vì khi á xếp xa mình đóng gói á, cây mà nó phải dập đóng rất kỹ, như phần vận chuyển hay cây vận chuyển á, khi nó khiêng xuống thì nó bị gãy bình thường, miễn là cái ngọn cái gốc nó nguyên vẹn là ok. Mỗi ngày thì hoa súng ra một cái lá, cho nên mình phải dọn những cái lá như thế này, lá vàng nè, ngắt bỏ để nuôi hoa, lá nhiều cũng không để không làm gì, ngắt bỏ lá này ha, ngắt sát xuống luôn, ngắt cũng là một phần quan trọng, tại không cái lá này nó tự phân rã ra là nó dơ nước. Còn ngoài ra cái hoa như này thì những bông hoa tàn mình cũng sẽ ngắt bỏ như lá ha, ngắt sát gốc dưới đây đó, để cho nó không cần nuôi gì hết nữa, nó cũng không phân rã ra làm dơ nước đó. Thì phân bón thì mỗi tháng mình sẽ bón định kỳ một lần từ 1 đến 2 phần. Đối với cái chậu mà tầm 20-30 cm thì mình sẽ bón một phần lớn hoặc là 2-3 phần nhỏ xung quanh. Còn chậu nhỏ từ 15 thì mình sẽ bón một phần nhỏ ha, một phần nhỏ là cỡ 1/3 muỗng nào với cây như nãy á. Nói chung mình bón vừa đủ cho cây nó ra hoa, đừng có bón nhiều quá thì cây bị sốc cây. Cây sốc thì dấu hiệu mà mình không nhận biết được á, để lâu á mà không chăm sóc thường xuyên á thì nó bị chết cây ha. Còn bình thường mà sốc thì mình chăm nước vô, như thay nước cho nó loãng đi cái phân bón đó, hoặc là nhỏ cây lên trồng lại. Cây hỷ sinh thì rất là dễ trồng. Hầu vì cây hoa súng này nó khó mà chết lắm ha. Thấy dấu hiệu mà yếu hay gì đó, một là bón phân lại, còn không thì mình lo lên mình trồng lại. Cứ có nắng mình cứ ngâm nước thì nó ra rễ mới, là mình trồng lại từ đầu lại được. Ở đây thì mình có thể sử dụng cây rau nuôi chó để lọc nước nè, hoặc những cái hy sinh mà phát triển nhanh góp phần đó, lọc nước thêm. Thì do kết hợp với nuôi cá cho nên mình sẽ trồng cần chậu như thế này cho nó dễ kiểm soát. Khi mà có rêu á, rêu nó sẽ bám, trước tiên nó sẽ bám ở trên đất này nè, nên mình dễ dọn. Hàng ngày cho cá ăn mình cũng dọn rêu luôn ha, rêu cóc vẫn có nha. Cứ một tuần là dọn vậy là xong.
Chứ bây giờ mình phủ nền đó, hết là bùn đất luôn á. Nếu mà có rêu nó sẽ dính hết lên, dọn rất là cực ha. Ở đây cái những cái chậu này thì là những cái chậu nhựa hoặc cái chậu xi măng, mình sẽ dùng chậu có lỗ hết để cho rễ nó thoát ra, mình không cần phải hai chậu. Qua một năm mình trồng, một năm 2 năm á cũng bình thường, cái rễ nó thoát ra ngoài nó hút dinh dưỡng luôn, khỏi mất công phải hai chậu hai đất mới. Còn muốn cây nó khỏe hơn thì thay đổi cho chậu to hơn ha. Chậu to nhiều đất thì cây nó bự, là cây giống nữa ha. Thì qua xuống ở đây mình dùng 100% là đất vườn á, mình trồng á, thì cái bề mặt ở đây nó êm lắm nè, thấy nó đục đục này chút xíu nó cũng trong lại cho nó ổn định ha. Còn với bùn á thì mình ít trồng hoa súng, bùn thì trồng thì nó phát triển tốt, nhưng mà khi nuôi cá như này nè thì bùn nó mềm nó loãng á, dễ trôi ra, với lại cá mà lớn thì nó đục lắm, cây nó cũng dễ trồi hơn, nên phải pha thêm đất. Thì cái lệ muốn pha thì phải đất vườn nó sẽ cao hơn cái lệ bùn ha. Đất có thể pha với cát, bùn có thể pha với cát để trồng. Còn ai kỹ thì có thể phủ một lớp cát ở trên bề mặt như này nè, để cho nó không có bị vẫy vẫy đục gì nè ha. Còn của mình thì không cần, mình cứ để vậy vài tiếng là nước nó ổn lại.